Sóc Hàng Nhật Huệ xin chào các bác. Em lên sóng chiếc điều hòa di động Sanyo trong cái lô hàng vừa về ngày hôm qua. Hôm qua vừa về được hơn 20 con thì hôm nay bắt đầu vệ sinh và lên sóng từng con một để phục vụ các bác nhé. Con này thì em để là số 2. Đây là một con máy rất là đẹp. Có màu mặt trước là đen, bên sườn là màu xanh ghi. Tình trạng máy mọi thứ ok, ngon lành, đẹp. Đây. Rất đẹp các bác nhé. Đây là cái dòng máy di động cửa sổ di động Sanyo, có thể đẩy đi đẩy lại có bánh xe. Đây công suất máy của nó đây các bác này. Điện nguyên bản 220V đấy nhá. Nó xuất đi các cái nước Đông Âu và Châu Âu lung tung cả. Công suất lạnh 325W. Đấy. Sửa 1330W. Đây là cái cửa thoát khí nóng này các bác này. Đấy. Khi mà các bác dùng để làm mát phòng thì các bác làm cái ống dẫn đây. Ở đây nó có cái ngạnh dẫn nhé. Con này thì đây có bình nước bên này để chứa nước hút ẩm với cả nước chạy lạnh ra đây, nó sẽ đầy nước thì máy sẽ ngắt này. Bên này là dàn lạnh. Dàn lạnh các bác nhé. Đây là có một cái vòi. Cái vòi này có tác dụng là khi các bác không muốn nước nó chảy vào trong bình nó đầy nó ngắt thì các bác rút cái này cắm ống ở đây, hoặc là các bác lấy xô chậu hướng dưới này nhé, thì nước nó chảy ra đây thì không vào máy bị ngắt cả. Máy thì 4 chức năng: làm lạnh, hút ẩm, sửa ống quạt gió. Có 3 tốc độ gió: yếu, trung bình, cao này. Có chế độ gió tự nhiên, tức là gió chạy nhanh chậm, nó kiểu như những cái cơn gió bên ngoài trời đấy. Đấy, có chế độ hẹn giờ tắt bật đầy đủ. Đấy các bác nhé, hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật, các thứ đầy đủ hết nhé. Cánh gió đảo tự động. Cánh gió bọn này đảo tự động nhé, đảo ngang. Đảo tự động các bác nhé. Đây, em bấm. Đây, đảo được các bác nhé. Đảo đi đảo lại. Đảo ngang hai bên, cái này là dòng đảo chỉnh điện. Có cái dòng đảo chỉnh tay thì rẻ hơn, con này thì em bán là 3,5 triệu nhé. Dạ, chưa có phí vận chuyển đâu ạ. Các bác ở xa mua thì đặt cọc trước 500.000 nhận hàng thanh toán nốt nhé. Chào các bác. Và con này em để số 2 này.